Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin VFF News ngày 24 tháng 10. Bản tin của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất của bóng đá nước nhà trong 24 giờ qua. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi vinh dự giành giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm do AFF bình chọn, thì vào sáng ngày hôm nay, cái tên Đoàn Văn Hậu lại một lần nữa được nhắc đến. Cầu thủ trẻ đầy tiềm năng này là một trong số 8 cái tên đặc biệt. Sáng ngày 24 tháng 10, website chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã có bài viết về 8 gương mặt đáng chú ý nhất tại vòng loại U19 châu Á, trong đó có Đoàn Văn Hậu của Việt Nam. AFC đã dành những lời ngợi ca cho ngôi sao trẻ của câu lạc bộ Hà Nội. Đoàn Văn Hậu là cầu thủ duy nhất trong danh sách từng chơi tại vòng chung kết U19 châu Á, nơi mà hậu vệ trái này đã xuất hiện trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại Bahrain năm 2016. Ngôi sao trẻ của câu lạc bộ Hà Nội đã ghi bàn thắng quyết định trong chiến thắng 2-1 của U19 Việt Nam trước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và ra sân trong trận hòa 1-1 với UAE. Sau khi bỏ lỡ trận cuối vòng bảng gặp Iraq, Đoàn Văn Hậu đã trở lại cùng đội tuyển Việt Nam trong chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà Bahrain tại vòng tứ kết trước khi kết thúc cuộc hành trình cùng Việt Nam tại bán kết trước Nhật Bản. Thành tích đó đã giúp U19 Việt Nam vượt qua vòng loại để góp mặt tại vòng chung kết World Cup U20, nơi Đoàn Văn Hậu đã ra sân ở cả 3 trận vòng bảng, dù sau đó đại diện của Đông Nam Á đã không thể giành vé đi tiếp vào vòng trong. Đáng chú ý, trong danh sách mà AFC vừa nhắc tới, điều thú vị ở chỗ, Đoàn Văn Hậu chính là cầu thủ duy nhất thi đấu ở vị trí hậu vệ. Bởi 7 ngôi sao trẻ còn lại đều là các tiền đạo hoặc tiền vệ có thiên hướng chơi tấn công. Như vậy, đây đã là lần thứ 2 Đoàn Văn Hậu được vinh danh ở khu vực và trong châu lục trong quãng thời gian khá ngắn. Cách đây không lâu, Văn Hậu cũng đã sang Indonesia để nhận giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2016 do AFF tổ chức. Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U23 châu Á 2018 cũng đã diễn ra tại thành phố Thường Châu, Trung Quốc. Nằm ở nhóm hạt giống thứ tư, những lá thăm may rủi đã đưa chúng ta rơi vào một bảng đấu đầy khó khăn. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng D, cùng các đối thủ U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria. Đây là bảng đấu được đánh giá khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Đáng chú ý, huấn luyện viên Park sẽ đối đầu với đội bóng quê hương U23 Hàn Quốc trong lần đầu tiên dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam. Tại vòng loại U23 châu Á năm 2018 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 7 vừa qua, đội tuyển U23 Việt Nam cũng nằm cùng bảng với U23 Hàn Quốc và ở trận đấu đó, thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng đã để thua với tỷ số 1-2. Ở khu vực Đông Nam Á, U23 Thái Lan cũng gặp khó khăn khi bảng đấu của họ có sự xuất hiện của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Nhật Bản và Palestine. Trong khi đó, U23 Malaysia nằm ở bảng C gặp các đối thủ Saudi Arabia, Jordan và Iraq. Vòng chung kết U23 châu Á năm 2018 sẽ diễn ra tại Trung Quốc. Tại 4 thành phố là Thường Châu, Côn Sơn, Thường Trực, Giang Âm đều trực thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Trước khi tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế M150 tại Thái Lan từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 12 năm 2017. Giải đấu với sự góp mặt của 6 đội tham dự, bao gồm U23 Việt Nam, U23 Myanmar, U23 Uzbekistan, U23 Triều Tiên và chủ nhà U23 Thái Lan. Vào ngày mai, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở lại Việt Nam để dự khán trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội trong khuôn khổ vòng 23 V-League 2017. Và vào ngày 14 tháng 11, huấn luyện viên người Hàn Quốc sẽ chính thức ra mắt tuyển Việt Nam cho trận đấu gặp đối thủ Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019. Vòng 22 V-League kết thúc với khá nhiều kịch tính và bất ngờ, có khoảng 7 đội bóng còn nguyên cơ hội đua tranh đến ngôi vô địch. Và các bạn hãy cùng chúng tôi điểm qua những cái tên nổi bật nhất tại vòng đấu vừa rồi. Ở vị trí gác đền sẽ là thủ thành Tô Vĩnh Lợi của Hoàng Anh Gia Lai. Anh đã có trận đấu vô cùng ấn tượng với những pha ra hợp lý hay những tình huống bay người cảm thán xuất thần. Một điểm của Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu trên sân Tam Kỳ có công rất lớn của cầu thủ này. Lá chắn thép trước khung thành của Tô Vĩnh Lợi sẽ là người đồng đội của anh ở Hoàng Anh Gia Lai là Henry Kemota. Trong suốt 90 phút có mặt trên sân, Mota đã khóa chặt ngòi nổ của Laudiser bên phía Quảng Nam và tạo ra một hàng phòng ngự vô cùng vững chãi giúp Hoàng Anh Gia Lai chặn đứng những pha tấn công bên phía Quảng Nam. Đứng cạnh Mota trong đội hình ba hậu vệ còn hai cái tên khác là Văn Dũng và Alvaro Silva đều của Hà Nội FC. Trong một ngày được bố trí đá lệch trái, Văn Dũng đã có một trận đấu tuyệt hay. Là một hậu vệ nhưng Văn Dũng đã chứng minh khả năng ghi bàn tốt như thế nào khi lên tham gia tấn công. Cú đút vào lưới của sổ số kiến thiết Cần Thơ ở vòng 22 đã chứng minh điều đó. Trong khi ấy, Alvaro Silva cũng để lại khá nhiều ấn tượng với khả năng đọc trận đấu và chỉ huy hàng phòng ngự xuất sắc của mình.
Ở vị trí tiền vệ trung tâm, cái tên đầu tiên chúng tôi lựa chọn là Hải Huy của Than Quảng Ninh, khi chỉ vào sân ở đầu hiệp 2 trong trận gặp FLC Thanh Hóa. Thế nhưng Hải Huy đã chơi vô cùng thăng hoa giúp Than Quảng Ninh giành trọn 3 điểm với một bàn thắng và một kiến tạo. Hành lang hai bên cánh sẽ là Lê Văn Thắng của FLC Thanh Hóa và Tài Lộc của Long An. Đội trưởng của đội chủ sân Long An đã có trận đấu rất xông xáo, không chỉ vực dậy tinh thần đồng đội và chiến đấu tới phút chót, Tài Lộc còn ghi một siêu phẩm giúp Long An có trận hòa 3 đều quý giá trước Sài Gòn FC. Trong khi đó, Lê Văn Thắng cũng có trận đấu ấn tượng. Anh ghi hai bàn thắng trong trận thua 3-4 của FLC Thanh Hóa trước Than Quảng Ninh, trong đó pha lập công thứ hai là một siêu phẩm. Đáng tiếc khi những nỗ lực của anh không giúp FLC Thanh Hóa rời cầm phả với một điểm. Vị trí còn lại trong hàng tiền vệ sẽ thuộc về Quang Hải. Anh đã có một trận đấu tuyệt hay. Những pha đi bóng của tài năng trẻ này gây ra khá nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của sổ số kiến thiết Cần Thơ. Ngoài ra, anh cũng để lại dấu ấn với hai đường kiến tạo thành bàn, qua đó giúp Hà Nội FC có được chiến thắng giòn giã trên sân nhà hàng đẫy. Chơi cao nhất trên hàng công sẽ là ba cái tên ngoại: Diego Fagan của Hải Phòng, Josup Touré của Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam và Vadio của Than Quảng Ninh. Với Diego Fagan, tuy không trực tiếp ghi bàn nhưng anh là người chơi hay nhất bên phía Hải Phòng. Với tâm măng đội trưởng trên tay, cũng thể lực sung mãn và tốc độ tuyệt vời, anh đã gây ra khá nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự bên phía Sông Lam Nghệ An. Hai điểm kiến tạo thành bàn trong trận đấu đủ để nói lên màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ này. Trong khi ấy, hai cái tên khác là Josup Touré và Batillo đã để lại dấu ấn đậm nét hơn với hai cú đúp bàn thắng, qua đó góp phần mang về những chiến thắng cho Sana Khánh Hòa và Than Quảng Ninh. Còn các bạn đánh giá thế nào về đội hình này? Hãy để lại ý kiến nhé!